điêu khắc thần đá mỹ nghệ, nghề chỉ riêng có của Quảng Ninh, đã được trao truyền qua nhiều thế hệ từ cuối thế kỷ 19 đến nay. Qua bàn tay của người thợ, than đã biết cất lên tiếng nói, vẻ đẹp, trở thành sản phẩm lưu niệm du lịch độc đáo của vùng mỏ. Không chỉ là nghề truyền thống gắn liền với lịch sử phát triển ngành than, là nét riêng độc đáo của Quảng Ninh, mà than đá mỹ nghệ đến nay đã là một sản phẩm lưu niệm du lịch độc đáo, được nhiều bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Quý vị và các bạn thân mến, ai có thể ngờ rằng là từ hòn than đen nhánh như thế này, nhưng qua bàn tay khéo léo của những người thợ điêu khắc ở Quảng Ninh thì lại tạo ra những sản phẩm mà mang vẻ đẹp riêng cũng như là giá trị thẩm mỹ cao. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bạn Bản Yến để cùng tìm hiểu và trải nghiệm nghề điêu khắc than đá này nhé. Xin chào quý vị khán giả, em xin tự giới thiệu, em tên là Bàn Thị Yến, sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ trường Đại học Hạ Long. Em đã đọc rất nhiều bài báo về nghề điêu khắc than đá của Quảng Ninh và em rất tò mò tại sao từ một than đá thô sơ như thế có thể tạo nên những sản phẩm rất là đẹp như vậy. Và chính vì thế, hôm nay em quyết định đăng ký tham gia chương trình để tìm hiểu sâu hơn về nghề này. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu thôi nào. Chương trình đã đưa bạn Yến đến với xưởng nhỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Quyết và chị Nguyễn Thị Thanh Bình tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để tìm hiểu nghề điêu khắc than đá. Giới thiệu với Yến thì đây là anh Quyết, nghệ nhân điêu khắc than đá của Quảng Ninh mình. Và giới thiệu với anh Quyết là đây là bạn Yến, sinh viên trường Đại học Hạ Long. Và ngày hôm nay thì bạn ấy rất là muốn tìm hiểu cái công việc điêu khắc than đá này. Em có thể giúp đỡ bạn ấy được không ạ? Anh ơi, cho em hỏi là cái nghề này thì mình cần những kỹ thuật cơ bản nhất là gì ạ? Học được mỹ nghệ than đá này thì một người thợ học việc thì trải qua rất nhiều công đoạn. Dạ. Công đoạn đầu tiên là công đoạn học tạo hình. Công đoạn thứ hai là học vẽ. Và công đoạn thứ ba nữa thì bắt đầu là chọn than. Dạ. Sang học chọn than thì nó lại chia nhiều công đoạn. Ví dụ như là mài dao này, đục này, học rửa cưa này, học cưa này. Sau đó rồi đến học cả đánh bóng. Em thấy là có rất là nhiều những công đoạn phức tạp. Vậy thì đối với một người mới bắt đầu đến với nghề và để trở thành một người thợ chuyên nghiệp trong nghề điêu khắc than đá thì mình cần thời gian bao lâu hả anh? Thường thường những người mà làm được việc, gọi là làm biết việc ấy, thì nó rơi vào cỡ tầm từ 3 đến 6 tháng. Anh ơi, vậy cái yếu tố cần thiết nào để có thể đến được với nghề điêu khắc than đá mỹ nghệ này ạ? Đến nghề điêu khắc mỹ nghệ than đá này thì đòi hỏi người thợ mới học việc phải có con mắt nghệ thuật. Học việc thì phải chăm chỉ này và có niềm đam mê như này. Vậy trong quá trình học nghề cũng như là làm nghề thì anh cảm thấy đâu là cái công đoạn khó khăn nhất ạ? Khó khăn lớn nhất thì có khả năng anh nghĩ là các bạn ấy phải tạo ra sự kiên trì trong công việc và không sợ bẩn trong ngành nghề than đá. Sau khi được nghe anh Quyết giới thiệu về nghề điêu khắc than đá, Bản Yến đã được chị Ngọc, một trong những thợ điêu khắc than đá lâu năm, hướng dẫn cách điêu khắc một sản phẩm than đá đơn giản. Chị đầu tiên là ta sẽ phải tạo hình trên giấy, thì ở đây chị đã tạo hình trên giấy rồi, tạo hình trên giấy nó khá đơn giản thôi. Mình tạo ra các cái mẫu sẵn rồi, vẽ cái hình trái tim này trên giấy và mình tạo ra mẫu. Sau đó là cách chọn than chuẩn để làm được sản phẩm. Nó có nhiều những cái độ bóng sáng hơn như thế này, thì làm ra sản phẩm ấy. Nó sẽ đẹp hơn là một này, hai nữa là đục nó sẽ dễ hơn. Vâng. Bắt đầu em đặt lên trên đây để tạo hình. Đấy, gọi là tạo hình trên than. Đấy, vẽ cái được luôn. Này, phần này hai chia hai phần trên này, một phần ba ở dưới này. Nắm tay như thế này và ngón tay cái để lên đây. Đấy, đúng kỹ thuật nhá. Đục dần theo cái. Đấy, đục dần theo cái đường mình vẽ như này. À. Chị ơi, đục cái này thì mình cần chú ý những cái gì ạ? Em cần chú ý nhất là đầu tiên ấy, khi bắt đầu học việc thì chắc là cái cần chú ý nhất là chú ý an toàn. Vâng. Là cẩn thận không đục vào tay và. Dạ vâng ạ. Đấy, em làm thử ý nhá. Bắt đầu cầm dao. Dạ vâng. Theo hướng dẫn của chị. Như thế này có phải đúng không? Nối xuống. Nối xuống. Em thấy cái công đoạn đục than rất là khó, bởi vì mình phải cầm đục đúng kỹ thuật này, đục thật nhẹ nhàng. Cẩn thận, nếu không chỉ một sơ suất nhỏ cũng đã làm vỡ than. Phải đục than liên tục nên em cảm thấy khá mỏi tay. Lúc mới bắt tay vào công việc thì em cảm thấy khá lo lắng, nhưng được mọi người ở đây chỉ dạy nhiệt tình, em thấy đã yên tâm và thích thú với công việc hơn.
xong rồi, xong một sản phẩm rồi đấy. Nào, cảm xúc. Cuối cùng cũng xong rồi chị ạ. Rồi, ok. Có đẹp không chị? Đẹp. Sản phẩm đầu tay. Sản phẩm đầu tay rất là đẹp. Bạn này học nghề rất là nhanh, thông minh. Công đoạn thứ hai đó là mài để giúp sản phẩm được nhẵn nhụi hơn. Mỗi công đoạn làm ra một sản phẩm mỹ nghệ từ than đá đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Em đã phải chăm chú lắng nghe hướng dẫn của chị Ngọc thật kỹ để thực hiện sao cho thật chuẩn xác. Mình cứ vát dần vào trong cho nó mịn hết cái mặt phẳng này đi là ok. Tiếp theo là công đoạn đánh ráp để làm mịn sản phẩm. Trong lúc làm, lúc nào em cũng có tâm lý là thực hiện thật nhanh các công đoạn để mau chóng tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng em rút ra được một kinh nghiệm với nghề điêu khắc than đá không được nóng vội vì càng vội sẽ càng dễ làm hỏng sản phẩm. Em mình sẽ chuyển cho qua công đoạn cuối cùng đánh dầu. Vâng ạ. Để được ra cái sản phẩm như này nhá. Ok, nào bắt đầu. Bắt đầu này, đầu tiên này. Em cho dầu vào sản phẩm này. Cầm chắc trong lòng bàn tay. Dẫn một chân lên trên máy này. Để đúng rồi, để giữ cho nó đấy, xong bật máy lên này. Đấy. Nào, cho nó trong lòng bàn tay giữ chặt sản phẩm. Em nhìn vào này. Đấy nhá. Ôm thật chặt vào sản phẩm nhá, bắt đầu dính vào này. Cho máy đánh. Biết cách cầm chưa? Tự tin chưa? Để em cầm chắc chắn nhá. Khi được trải nghiệm làm nghề, em thấy rằng với một người thợ, chắc chắn họ phải yêu nghề lắm để tạo nên được những sản phẩm đẹp và tinh tế đến như vậy. Em nhìn xem là đã ok giống sản phẩm mẫu chưa nào. Vâng ạ, chị Ngọc ơi, sau khi mà bạn Yến bạn ấy hoàn thành tác phẩm của bạn ấy rồi thì chị thấy tác phẩm này thế nào ạ? Tác phẩm bạn làm thì đấy, chị nhận xét là với một cái người mới, một bạn mới học như ngày hôm nay, bạn này rất là thông minh, nắm bắt rất là nhanh, và về kỹ thuật bạn cũng nắm bắt rất là nhanh và làm ra sản phẩm, và cũng đánh giá, chị đánh giá là cũng được khoảng 80% về so với lại của người thợ. Vậy còn Yến thì sao, sau khi mà hoàn thành xong một hình trái tim xinh như thế này rồi thì cảm xúc của em như thế nào? Ôi, em cảm thấy rất là vui chị ạ. Tại vì là em không nghĩ là mình có, bản thân mình có thể làm được một cái hình trái tim trong một buổi chiều như này được. Và em cũng cảm thấy cái nghề này cần một cái sự tỉ mỉ và một sự kiên trì. Em cảm thấy rất là cảm phục những người đã và đang làm nghề điêu khắc than đá này ạ. Quý vị và các bạn thân mến, hàng mỹ nghệ từ than đá thì rất kén người chơi, công việc chế tác thì vất vả, bụi bặm và phải làm thủ công. Bởi vậy mà muốn theo được nghề thì chúng ta cần phải có niềm đam mê. Tìm hiểu và trở thành một người thợ điêu khắc than đá thì cũng là một cách rất hay để các bạn trẻ có thể tìm hiểu cũng như là yêu thêm cái đẹp từ chính chất liệu của quê hương mình. Đến đây thì Hiền Trang cũng phải nói lời chào tạm biệt rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.